Thưa quý vị, sắp tới nhiều chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ được định chế vào luật việc làm sửa đổi. Đặc biệt, người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã, người lao động có giao kết hợp đồng, xác định thời hạn từ một tháng trở lên đều có thể là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang bộc lộ những bất cập, nhất là chức năng phòng ngừa lao động bị thất nghiệp hiện còn mờ nhạt. Nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ đề nghị sửa đổi luật việc làm với trọng tâm sửa đổi các quy định, chế độ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động có giao kết hợp đồng làm việc từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thường là đối tượng có nguy cơ thất nghiệp cao. Vì thế, khi họ tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp nếu mất việc, tăng cơ hội chuyển đổi việc làm phù hợp. Việc sửa đổi luật việc làm, trong đó có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, sẽ giúp đồng bộ với quy định còn lại, bảo đảm việc hỗ trợ, bảo vệ người lao động tốt hơn trước những cú sốc như khủng hoảng thị trường, suy thoái kinh tế hay thiên tai, dịch bệnh.